Chào tất cả các anh em, Phụ Kiện Đi Rừng Thanh Tấn hôm nay lại đến với các anh em với cái video clip mới với cái sản phẩm là hạt mặn ri hoa vàng. Đó, đây là hạt cái sản phẩm nó như thế này, quy cách đóng gói nó như thế này. Một hộp như thế này á, đối với cái hạt mặn ri á thì một hộp như thế này nó là cân nặng là 1 kg nha các anh em. Đấy. Khi giao hàng cho anh em nó sẽ là như thế này. Đấy. Cách sử dụng, công dụng đều có ghi sẵn trên cái logo. Đấy. Thì hạt mặn ri là một cái thức ăn mà ưa thích của chim cu gái ở ngoài thiên nhiên. Đấy. Do cái loại hạt này thì nó có cái tính chất là theo mùa chứ không phải quanh năm giống như hạt kê hay hạt lúa được. Cho nên là đối với sản phẩm này thì có thể là nó sẽ chỉ bán cho anh em theo mùa thôi. Đấy. Anh em nào có nhu cầu mua thì hiện tại nó đang là mùa của cái hạt mặn ri này. Anh em có nhu cầu mua thì cứ alo cho shop. Nếu anh em có muốn mua số lượng nhiều dự trữ thì chắc chắn là sẽ có cái giá hữu nghị cho anh em. Đó. Còn đi vào bên trong sản phẩm thì quy cách đóng gói như thế này là một hũ như thế này là 1 kg. Đó, anh em có thể thấy hột già chắc. Đó, rất là đều nhau ha. Cái hạt này thì nó có tác dụng là giúp cho chim thay lông mượt, mau căng lửa. Đó. Màu sung á, nói là đấy, nó là cái hạt ngoài tự nhiên nha các anh em, đó, cho nên là nó chỉ có theo mùa thôi, không có thuốc trừ sâu, không có thuốc bảo quản gì cả, cho nên là rất là yên tâm. Đấy. Anh em mua hàng thì cứ alo trực tiếp cho shop qua 2 số điện thoại này ha các anh em ha. Đấy. À, thời gian làm việc thì từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, 7 giờ sáng đến 9 giờ đêm. Chủ nhật thì nếu mà không có bận việc gì thì vẫn nghe máy. Còn nếu mà anh em nghe chủ nhật mà có alo không được thì có thể liên hệ lại vào thứ hai của ngày hôm sau nha. Rồi. Đấy, có là kênh YouTube này, kênh Facebook này, Zalo này, số điện thoại liên hệ. Đó, anh em cứ liên hệ ở đây. Chúng tôi nhận giao hàng toàn quốc nha. Còn giá cả thì sẽ để ở trên tựa đề của clip hoặc ở phần comment cho các anh em. Bởi vì giá cả nó có thể đi theo mùa anh em ạ. Tại vì cái hạt này nó là hạt bán theo mùa. Cho nên là nó không có giá cố định được. Tất nhiên là hiện tại vào mùa thì giá nó có thể thấp hơn so với trái vụ. Đấy. Rồi xin chào tất cả các anh em. Đấy, ngoài ra anh em có thể là tìm đến shop với những cái sản phẩm khác. Để chơi cu gái giống như là khoáng. Khoáng cho chim cu gái. Đó. Một cái hũ khoáng nhỏ như thế này thì nó là 400 g. Giá thì chúng tôi sẽ cũng để ở dưới luôn cho các anh em xem. Rồi xin chào tất cả các anh em. Shop Phụ Kiện Đi Rừng Thanh Tấn kinh doanh tất cả các mặt hàng về lo điều khiển từ xa, dò bẫy tất tần tật nha các anh em. Các anh em nào có xem được video clip này trên Facebook hay YouTube gì đó thì mình cứ alo cho nó nhanh, chứ còn anh em comment ở trên đó thì rất lâu, tại vì rất ít thời gian để đọc những cái dòng comment đó. Cho nên là cái việc giao hàng sẽ dẫn đến giao hàng chậm trễ cho các anh em. Rồi xin chào tất cả các anh em.